Hello, xin chào các bạn đã đến với video giải đáp các thắc mắc của mình. Mình là thầy Phong Hai Nốt và thắc mắc quên giải đáp thắc mắc của mọi người. Mình là thầy Phong Hai Nốt. Nhầm, lộn địa chỉ. Ok, rồi thì hôm nay là mình sẽ giải đáp tiếp tục các thắc mắc của mọi người. Mình sẽ thay mọi người giải đáp các thắc mắc về thanh nhạc và hát hò. Ai thích hát hò hãy đăng ký kênh của mình đi và cùng nhau chúng ta chia sẻ. Đúng rồi, ok. Rồi, tiếp theo là bạn Hiếu Huỳnh. Khi em hát nhỏ thì em có thể miss được, nhưng khi em hát to thì nó bị gãy ngay ở giữa. À, là sao vậy thầy? Đúng không? Là thì hỏi vậy đó. Và thì bạn Hiếu Huỳnh thì vấn đề rất là bình thường thôi. Tại khi mà mình hát nhỏ là mình sẽ hát nhẹ, là mình sẽ miss được. Còn các bạn gồng quá thì hơi của bạn sẽ bị tịt lại. Nếu mà tịt lại thì nó sẽ bị gãy. À, nó bây giờ ấy. Ví dụ chúng ta hát là chúng ta hát bằng hơi, chứ không phải là chúng ta hát bằng cái gì đó. Ở đâu ra âm thanh là do các khoảng vang được tác động và bởi hơi thở. Nó đánh khin, nó tạo ra cái âm thanh. Mà khi mà chúng ta gồng thì cổ họng chúng ta tịt lại, bóp lại. Thanh đới chúng ta đóng lại, hơi thở chúng ta quéo rồi. Chúng ta quéo lại thì chúng ta không có thể tác động lên được cái vùng miss voi, vùng hét voi, thì đã đâm ra chúng ta có tình trạng là gãy voi. Vậy thì hát tập hát nhỏ lên từ từ. Không? Mình tập điều khiển cái làn hơi của mình thoát qua khỏi cái vùng thanh đới, vùng cổ họng của mình á. Tập cho nó quen dần á. Đó thì tập từ từ thôi. Mình tập mấy cái phần hơi á, là những cái bài mà mình đã chia sẻ về hơi thở. Ồ, nãy giờ chưa mở cái đèn. Hết hồn. Để 3 giây để mở cái đường lên rồi mình cùng nhau mà hót hò. Vô lại ha. Thì mình phải mở cái phản âm thanh của mình, cái hơi của mình mở ra cho nó lên bằng những cái bài luyện mẫu đó. Nó có âm hờ trong đó đó, âm hờ là luyện hơi rất là tốt. Rồi bắt đầu tập lên miss đúng không? Cái rồi bạn đang hỏi là miss đúng không? Hát miss được hay hát to đúng không? Nó cần có một cái hơi thở, đúng không? Còn thứ hai là bạn nên tập hát trước khi hát voi, trước khi tập miss voi. Hát voi nó giúp cho chúng ta đạt được những cái nốt cao nó ổn định. Nốt cao, đạt được những nốt cao. Miss voi là để lên xuống cho nó mượt. À, thì chúng ta hát được đi, hát được cái hát voi đó, xong rồi chúng ta sẽ tập kết hợp giống như mình nói đó, hướng dẫn cho các bạn rồi đó. Cái bài tập này là cái bài tập cộng hưởng các âm thanh từ chết hết, từ hết ra mid ra khuôn mặt của mình đó. Đó là bài tập cộng hưởng. Đó, thì mình phải tập từng cái xong mình tập. Nhưng mà tập thêm hát voi đi. Nhiều khi bạn gãy là do hát voi của bạn chưa có đạt, cái bạn chuyển qua mid. Có nhiều cái nhiều lý do mà mình bị gãy cái âm thanh, gãy cái hơi là khi mà chuyển qua mid lắm. Ha, nên phải tập kỹ, tập từ từ. Hơi thở thứ nhất là không có gồng, không có hát mạnh. Hát bằng hơi á. Tập hơ như vậy á, hoặc là các bạn tập hơ một bài hát hơ liền mạch từ dưới lên trên nè. Đó,
tập cái hơi của mình nó liền mạch, tức đừng có bị đứt lại cái hơi của mình mà nó bị tịt lại cái chỗ cổ họng của mình, thanh đới mình nó đóng lại là coi như là mình sẽ không hát được đâu, tại vì hơi nó không lên, hơi nó không lên thì đương nhiên âm thanh nó không tạo ra bởi các khoản vang đó, nôm na là như vậy. Còn tập thêm hát vôi, tập thêm cộng hưởng nữa, đó, tập thêm sự cộng hưởng nữa cho tất cả các khoản vang cùng một lúc, chứ không chỉ là mid voice là nó chỉ tập trung ở đây. Nếu như mid voice nó yếu, nó không tốt là bởi vì có thể là do chest voice bạn không tốt, hoặc có thể là do head voice bạn không tốt. Bởi vì mid voice là sự hòa trộn của chest và head, nó trộn lại với nhau thì hai cái này nó phải tốt cái đã, xong rồi cái mid nó mới ra. À nhớ nha, tên gọi của nó là mid đó, hòa trộn đấy. Ok ha bạn ha. Rồi bạn tập, cố gắng tập luyện Hiếu Huyền ha, Hiếu Huyền. Cố gắng tập luyện hơi để không có bị gãy. Lúc nào hơi nó cũng đều đặn hết, tập hát nhẹ lại, hát hơi. Rồi sau đó là chúng ta tập thêm cái phần head voice, chest voice để mid voice nó càng ngày càng ổn định hơn, và tập cảm giác nhẹ nhàng thoải mái, càng lên cao hát phải càng thoải mái, thoải mái. Càng nhẹ nhàng chứ không phải càng lên cao mà gồng người bóp cổ họng lại là coi như là tịt ha. Ok bạn Hiếu Hình, vậy nha, cố gắng tập luyện. Rồi còn có gì khó khăn gì nữa hãy cứ hỏi mình, rồi mình sẽ chia sẻ cho các bạn ha. Rồi bạn nào muốn học thanh nhạc mà online, offline gì trực tiếp để mình có thể khám phá cái giọng của bạn luôn á, thì bạn cứ đăng ký với link mô tả bên dưới. Sắp tới mình có mở những cái buổi học offline, học thử nè, học thiệt nè, học đủ thứ hết trơn á, để cho mọi người có thể khám phá. Nên không, học thanh nhạc không phải là mắc cười, cái học thanh nhạc không phải là học bu lại nhóm, học thanh nhạc là chỉ có một kèm một thôi, làm nó mới hiệu quả vô. Nhưng mà không có thời gian, không có cần dài, ngắn thôi, vừa phải thôi, để khám phá được cái giọng của mình, bắt cảm giác, rồi về nhà tập luyện cả tuần lễ, cả tháng trời để thuần thục cái kỹ thuật đó. Đó, thanh nhạc nó khác, nó bộ môn toán lý hóa văn anh sử địa nó khó lắm. Dạy thanh nhạc dạy khó kiếm tiền lắm các bạn ơi. Trời ơi, dạy một kèm một không à, mình đâu có dám lấy giá chi phí cao đâu. Lấy chi phí cao tiền đâu mọi người học. Bộ môn này là bộ môn học vui mà. Nên thật sự đối với môn âm nhạc nó, đối với mình nó chỉ là một cái đam mê, một cái giải trí, một cái mà tạo nên cái cuộc sống của mình nó có thêm màu sắc, hạnh phúc hơn thôi ha. Chứ không phải là âm nhạc một kèm một chán, tập một chi phí được nhiêu, dám lấy tiền nhiều của mọi người. Thấy cái khổ. Ok nha. Rồi có gì thắc mắc thì liên hệ mình chi tiết hơn. Còn đơn giản mình chỉ nói được những cái sơ thôi, chứ mà khó đi vào chi tiết của cái giọng của bạn lắm. Thanh nhạc nó không giống như là tán nhân anh sử địa mà có công thức xài, không có. Mỗi người là một cái chất giọng khác nhau, mỗi người sẽ có những cái vấn đề khác nhau, và vô đây mình sẽ bóc toa thuốc cho nó phù hợp. Cảm là phải trị cảm, mà COVID là phải trị COVID, chứ không à, lấy thuốc cảm trị COVID hay là lấy thuốc gì đó sốt rét rồi trị COVID chật lất luôn. Ok nha, thuốc nào thì trị bệnh ấy. Ok rồi, tiếp theo luôn là bạn bạn có tên là không biết. Nick YouTube là không biết à, tên đúng là hay luôn. Thầy ơi cho em hỏi cái, em hát từ mid voice lên head voice nhưng hát từ head voice xuống mid voice lại không được. Hay đấy, câu hỏi này hay đấy, thầy chỉ cách giúp em. Rồi ok. Có cách, có cách. Khi bạn từ hát từ mid voice lên head voice nhưng hát từ head voice xuống mid voice, nó có cái gì nó lấn cấn ha. Mid voice lên xuống rồi đủ thứ chuyện hết. Thật sự ra cái cảm nhận âm thanh của mid voice và head voice là nó khác nhau, chưa chắc đứa nào trên đứa nào và đứa nào dưới đứa nào nha các bạn, chưa chắc đứa nào trên đứa nào, tại không thể nào mình nói mình mid head voice là một gia đình, ví dụ vậy đi, mid voice nó cũng là một gia đình mà chest voice nó cũng là một gia đình, ba đứa nó không liên quan gì nhau hết trơn á.
nhưng mà nó có sự bổ sung cho nhau thôi, chứ không nói là đứa nào trên đứa nào dưới. Head voi chưa chắc là nó trên mid voi à, tại vì trong mid voi nó có head voi mà, đúng không? Trong mid voi, nhưng mà hai đứa đó là hai cái khoảng vang nó khác nhau nữa, đúng không? Nó đúng rồi, mid voi là cái khoảng vang trước mặt của mình nè, head voi là khoảng vang xích ốc nè, chết rồi, nó đâu có liên quan đâu, ai biết nó lên xuống. Nhưng mà trong cái phần mình nói là để chuyển từ cái giọng này qua giọng kia à, thì mình nói chứ đừng có nói là từ head voi xuống mid voi, từ mid voi xuống chết voi, có không có, nó đều có những cái chức năng khác nhau hết. Mình nói là mỗi cái loại giọng từ chuyển, mình sẽ gọi nó là chuyển từ giọng này sang giọng kia nha. Ok, à lên xuống nghe nhức đầu quá, nghe nó hình học không gian, nó trừu tượng rồi. Rồi ok, mid voi chuyển qua head voi thì dễ. Mid head đó. Rồi bây giờ các bạn nhận âm thanh phía sau không? Ở phía sau mình đưa tay ra, phía sau là hét nè. Rồi từ hét con mít đó, từ mít là mít nè. Đó, mình làm rất là trừu tượng, rất là hình học không gian cho các bạn biết rồi đó. Ok, thì phía trước mặt của mình là miss, phía sau là head, phía sau phía trên đó, đúng không? Còn thì đó là miss. Còn chuyển rất là nhanh, đúng không? Đó, thì tùy theo các bạn mà đó là như vậy thôi, chứ bạn phải cảm nhận được từng cái, nó là chết voi, hết voi, mít voi, nó là ba cái hộ gia đình khác nhau, nó không liên quan gì nhau hết trơn á, mà ba đứa nó chơi chung với nhau, nó cộng hưởng nhau tạo ra âm thanh. Chứ còn mỗi đứa nó liên quan, nó không phải là nó không liên quan, mà là nó không có cái, nó có những cái trách nhiệm khác nhau, nó nôm na là vậy. Đó thì các bạn xuống lên nó không phải xuống lên, nó chỉ là chuyển qua chuyển lại thôi. Chết rồi. Đó thì chuyển qua chuyển lại, chuyển tới chuyển lui, bạn quen dần cái cảm giác rung động ở cái khoảng cái âm khu đó, ta gọi là cái âm khu ngực, âm khu mặt, âm khu đó. Thì quen dần cái đó, các bạn cho hơi quýnh vô, hơi quýnh vô ngực, hơi quýnh vô ngực, quýnh vô đó là nó sẽ tạo nên cái âm khu đó. Rồi từ từ các bạn có cảm giác rồi, các bạn chuyển qua chuyển lại, chuyển tới chuyển lui thoải mái. Rồi khi vào trong câu hát, hát sao cho nó hay nha, chuyển cho lắm rồi cuối cùng hát mà không hay cũng vậy à. Cái quan trọng là học, mình là học để hát cái bài đó cho hay, chứ không phải là học để hát kỹ thuật nhiều. Học kỹ thuật nhiều nhiều quá mệt lắm, học kỹ thuật cho biết thôi, áp dụng từ từ, kỹ thuật học cả đời luôn. Ta nói học học nữa học mãi, nhưng hát hay có thể bắt đầu từ ngày hôm nay, được không? Hát hay chúng ta có thể bắt đầu từ ngày hôm nay nếu chúng ta biết công thức đó. Công thức của hát hay mình nói hoài trong cái video đó. Còn cái việc mà học kỹ thuật là học cả đời. Ta nói học học nữa mà hết kỹ thuật này sẽ tới khi học kia. Mid voice trên cả head voice luôn.
trơn cả hết luôn. Sau này lên nhiều cái kỹ thuật cũng tảo quá thông tin mà thấp chết phone, giờ chơi nhiều bạn hỏi giọng luôn, không chết bôi giọng bụng bèo đi vôi đúng không, đủ thứ chuyện trên đời chứ. Nói nôm na gọi là học nữa mãi, chúng ta sẽ là những người sáng tạo ra những kỹ thuật điển của hay. Nhưng mà câu chuyện ở đây là đích đến của mỗi bài hát đó là phải hát làm sao cho nó hay, cho nó hay cái bài hát đó, thì chúng ta cần những yếu tố cần và đủ, đúng và đủ, chứ đừng có tập nhiều nha, tập lan man quá là ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm đêm có hay có hay có cú hà cú hà. Rồi ok, chuyển nét. Mỗi video mình sẽ ráng giải đáp cho bạn nhiều ha. Nhưng mà mình cũng sẽ đi sâu vào từng cái chi tiết cho mọi người. Ok. Tiếp tục với câu hỏi của bạn Hải Thanh Lê. Em là nam bass, thấp ở E2, Mi 2. Mi 2. Và gặp vấn đề ở son 4. Nó không thêm chat được thầy ạ. Nó nghe ra như hét đi vậy. Thầy cho em hướng dẫn làm sao để giọng dày hơn được không ạ? Trời, hét đi dày lắm bạn ơi, chứ không có mỏng đâu bạn. Bạn nè, bạn đó có vấn đề rồi đó. Vấn đề của bạn Hải Thanh Lê đó là khi bạn lên cao, bạn muốn lên son 4. Đúng không? Thì cái chỗ đó là cái chỗ vỡ giọng của bạn đó, nếu mà là bạn là nam bát, nhưng mà anh bát thì mi 2 chưa phải là mát đâu, chưa phải bát đâu, bát còn xuống là thì si dưới tuốt lúa ở dưới mới gọi là bát, bùm 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 bát tuốt lúa ở dưới đó, mi 2 chưa phải là bạn mi 2 baritone nè, chưa phải là bát đâu, chưa phải. Ok. Đúng rồi, bạn còn lên được tới son 4 mà gặp vấn đề là thuộc dạng bạn là baritone, và baritone thuần á, baritone mà có hướng lên cao thì họ sẽ lên được son với la. Có nhiều loại lắm mà, nói chuyện nói vấn đề là nhức đầu lắm. Cái đơn giản là các bạn hãy tới học mình đi, rồi mình sẽ cho các bạn biết bạn là ai. Ok, mồi chài học thanh nhạc. Ok rồi, mình nói như vậy thôi chứ thật sự ra thì giọng của bạn là giọng baritone, không phải giọng bass. Mà giọng bass là nó xuống sâu lắm, nó xuống tới dưới luôn, tới xì ở dưới luôn, C1 luôn ha. Nha, đúng thuần của bass á, thấp lắm, sâu lắm, nghe giọng đã lắm, bùm 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 bùm. Rồi son 4, là nếu bạn gặp một son 4 mà bạn muốn hát cao lên mà bạn thêm chết á, nó không thêm chết được thầy à, và nó nghe ra như hét đi vậy, thầy có thể hướng dẫn cho em giọng dày được hơn không ạ? Làm sao mà lên cao mà đi thêm chest? Đúng không? Giọng ngực, chest là giọng ngực ở dưới đây nè, thì nó là ở dưới. Đó, khi mà bạn lên cao thì bạn phải làm cho cái giọng của bạn thứ nhất là cao lên. Cao lên thì không lẽ bạn đi thêm chest, bạn thêm giọng ngực vô để làm gì, bạn nhúng xuống à? Bạn phải nhảy lên chứ, bạn nhúng xuống cái gì? Cái chuyện bạn nhúng xuống là đúng rồi, nhưng cái này mình có chuyện đó mình tính sao đi. Nhưng mà muốn lên cao thì tập cho mình cái head voice. Bạn hỏi 1000 người đi muốn lên cao, thầy quan anh ta trả lời, thầy cô khác trả lời cho bạn, tập cái trên ốc, để giọng ốc, giọng đầu á nha. Muốn lên cao là tập giọng đầu chứ đừng có ai giọng. Còn khi mà lên cao bạn ra giống head đi và nó bị mỏng, chính xác, không có gì sai cả. Khi lên cao thì giọng phải bắt buộc phải mỏng lại, phải nhẹ lại mới lên cao được. Thử cái tiếng đàn guitar với tiếng đàn piano, khi nó lên cao thì nó dày hay nó mỏng? Nó mỏng nè, ví dụ nè, son nè, son 4 nè, đúng không, son 5 nè, son 3 nè, son 2 nè, son 1 nè. Khi càng lên cao nó sẽ càng mỏng, nó càng bén, đó là quy luật tự nhiên của âm thanh rồi. Khi bạn càng leo lên cao thì bạn phải vứt hết toàn bộ tất cả những đồ đạc của mình để mình có đủ sức để mình leo, đúng không? Chỉ mang theo những thứ cần thiết thôi đó, thì nó cần phải nhẹ nhàng,
bay bổng mỏng me mỏng manh, chứ trời khi mà bạn leo cao mà bạn đeo toàn ba lô vali rồi túi sách, bạn đem lương khô lương thực rồi bạn rớt xuống cùng với cái đống tài sản đó luôn. Đúng không? Đó là quy luật tự nhiên rồi, những cái rất là bình thường, lên cao dòng phải mỏng lại, phải dày lại. Còn làm sao mà để khi mà lên cao nó có nội lực, nó đanh, nó bén á, là nó câu chuyện khác. À, nó đanh, nó bén, nó có nội lực á, thì câu chuyện đây, ở đây á, khoảng vang nó mở được hết vôi. Đó, khi mà mid vôi, mà khi mà nó mở được cái phần hết vôi phía sau nè. Đó, thì khi mà lên cao thì nó mở ra nó vang như vậy, nó không bị yếu đuối là nó bị yếu đuối mong manh, cái đó là giọng gió, giọng gió, giọng falsetto. Đó, còn ví dụ mà bén đanh thì bạn phải mở hết vôi ra. Ok, ok nha, đó thì giọng nó mới đanh được, thì phải hét vôi làm việc, chép vôi làm việc, tất cả mọi thứ nó cùng nhau, nó cộng hưởng để nó tạo nên âm thanh. Nhưng nếu mà cứ đưa chép mà để lên cao thì nó là nó thiếu. Nó bị thiếu chứ không phải là nó không được, nhưng mà nó bị thiếu. Mà cái gì thiếu thì nó sẽ mong manh và nó yếu ớt, nó giống như bạn đang bị vấn đề, gặp vấn đề đấy, đó là giọng bạn nghe nó dày hơn, nghe nó dễ vỡ. Tập thêm hết vôi. Ok nha, tập hơn hết vôi rồi, được rồi. Ok, hết vôi vô. Đúng rồi nha bạn, cố gắng nha. Chúc bạn Lê Thanh Hải sẽ thành công. Ok. Quá mệt. Nói mà mấy chục phút rồi các bạn cứ nghĩ coi, nói liên tục kiểu này mệt lắm, làm mẫu thì phạm hay nọ. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình. Lần này cũng dài hai mấy phút rồi. Hẹn gặp lại với những video tiếp theo, mình sẽ tiếp tục giải đáp thắc mắc cho các bạn và làm những cái video còn nợ nần cho nhau, để cho nhau cùng nhau phát triển âm nhạc vui vẻ. Ok, bye bye. Hẹn gặp lại với những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn rất nhiều.